Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử dân tộc, Nguyễn Thị Minh Khai là một tấm gương liệt nữ thời hiện đại, người nữ chiến sĩ cộng sản đã chiến đấu và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Hình ảnh người phụ nữ mới 31 tuổi bị tòa án thực dân Pháp kết án tử hình với những vần thơ bất tử đã đi vào tâm khảm của bao người dân nước Việt. Vững chí bền gan ai hỡi ai, kiên tâm giữ dạ mới anh tài. Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ, con đường cách mạng vẫn chông gai. Để tìm hiểu thêm về cuộc đời và những cống hiến của người phụ nữ trung kiên dũng cảm này, cùng bạn đọc sách xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn cuốn sách Chị Minh Khai. Đây là tập truyện ký của tác giả Nguyệt Tú do nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành năm 1980. Tập truyện đã phác họa sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Với 130 trang, sách gồm 4 phần. Phần 1: Từ quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh, viết về quãng thời gian từ khi ấu thơ ở quê mẹ Hà Tĩnh, cái nôi của phong trào cách mạng, đến năm 1930, chị Minh Khai lên đường đi Hương Cảng, dự lớp chính trị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Phần 2: Ở ngoài nước, với các bài viết Niềm tin, người con gái cách mạng Việt Nam đầu tiên sang Nga, Chiếc áo len đan ấm tình đồng chí, Những ngày ở Moscow, Phan Lan, Tiếng nói của phụ nữ phương Đông, Cuộc hành trình trở về tổ quốc qua các nước Đức, Pháp, Ý. Phần 3: Những năm 1936-1940 trên đất Nam Kỳ khởi nghĩa, là các bài viết ở cơ quan xứ ủy, cô Năm Bắc trong hội nghị cán bộ phụ nữ giải phóng, chống luận điểm phụ nữ hồi gia của phát xít Hitler, người nữ cộng tác viên của báo Dân Chúng, đồng chí đấu tranh chống chốt kít, thêm một đảng viên mới Hồng Minh. Phần 4: Minh Khai sống mãi, gồm các bài viết, những dòng thơ viết bằng máu, quân thù không dám nhìn thẳng mắt chị, cách mạng là xanh lộ, em đến với chị, hai vợ chồng, chiếc áo trắng. Riêng trong lời hứa ấy đã khắc ghi lại những dòng chữ viết vội trước khi bị giặc bắn vì tội phiến loạn Nam Kỳ khởi nghĩa. Chị Minh Khai gửi lại cho chồng, đồng chí Lê Hồng Phong. Dù có chết, em hứa với anh chung thủy với cách mạng, trung thành với đảng. Em hứa mãi mãi là người chiến sĩ cộng sản kiên cường. Mong anh cũng như vậy. Qua từng trang sách, hình ảnh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, một chiến sĩ cách mạng dũng cảm, kiên cường, tha thiết với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, một người con hiếu thảo, người mẹ hiền rất mực yêu con, người vợ trung thủy đã được tác giả Nguyệt Tú khắc họa chân thực và sống động. Lòng yêu tổ quốc, yêu gia đình đã hòa làm một trong trái tim chị, người chiến sĩ cộng sản kiên cường. Tìm đọc chị Minh Khai, quý vị và các bạn sẽ càng thêm cảm phục và yêu quý người phụ nữ anh hùng đã vượt qua mọi ràng buộc của lễ giáo phong kiến, mọi khó khăn, chấp nhận hy sinh mất mát để đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng phụ nữ. Cùng bạn đọc sách trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng quý vị và các bạn.